Theo đó, quá trình điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường Đại học Đông Đô, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã tích lũy được, ngày 25 tháng 10 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cầm bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội giả mạo trong công tác luật pháp tại Điều 359 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với các bị can, gồm 1. Trần Kim Anh, sinh năm 1978, nơi đăng ký hộ khẩu Soàn Trú, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thị trấn Hà Nội, chỗ ở, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thị trấn Hà Nội, nghề nghiệp, phó hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô. 2. Lê Ngọc Hà, sinh năm 1978, nơi đăng ký hộ khẩu Soàn Trú, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thị trấn Hà Nội, chỗ ở, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thị trấn Hà Nội, nghề nghiệp, phó hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô. Cùng ngày, sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh cầm bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Trần Kim Anh, Lê Ngọc Hà. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an nối tiếp điều tra, làm rõ rệt theo luật pháp của pháp luật.